trẻ của miền Bắc nhất, thì tôi kính mong như là toàn thể hai bên hai họ bảo ban để cầu cháu, để cháu làm tròn bổn phận con cháu trong gia đình. Và chúng tôi đã nhận lễ thì cũng đồng ý để nhà trai đón cháu trở sang về nhà trai hôn lễ cho hai cháu. Và chúng tôi cũng